Thưa quý vị, vào chiều mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ. Nhiều vấn đề nóng như là các giải pháp phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19, việc bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử hay là tình trạng xuống cấp đạo đức, thói ích kỷ thờ ơ cho cuộc sống sẽ được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng giải đáp. Trước phiên chất vấn thì cử tri dành nhiều sự quan tâm và kỳ vọng. Theo ông Nguyễn Văn Chức, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để chất vấn trong phiên họp thứ 14 này là rất kịp thời, nhất là trong bối cảnh hội nghị văn hóa toàn quốc vừa diễn ra. Ông Chức cũng đặc biệt đánh giá cao vấn đề được lựa chọn chất vấn là công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử. Chúng ta gọi là di sản văn hóa, Nhật Bản gọi là tài sản văn hóa. Là vì sao thế? Và nước Nhật tại sao phát triển? Nhiều nhà nghiên cứu nói là kỹ thuật phương Tây với văn hóa Nhật Bản, hai cái kết hợp, cái hài hòa, tích hợp hài hòa đã làm nên cái sự phát triển ngoạn mục của Nhật Bản. Vậy thì chúng ta cũng phải tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, thì trước tiên là tiếp thu tinh hoa của một cái người cũng là một cái nước ở Á Đông này, để mà tiếp thu, để mà giữ gìn cái di sản, giữ gìn, bảo vệ nó, nhưng phải phát huy nó. Trong bối cảnh du lịch là một trong những ngành chịu tác động nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19. Vì vậy, sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói sau đại dịch là vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm. Phát triển du lịch của chúng ta thì chưa khai thác được cái thế tiềm năng và cái thế du lịch của từng địa phương. Đó, thì chúng ta làm sao mà biết được cái thị hiếu của những người du lịch của từng nước ấy. Ví dụ châu Âu, châu Á, thì các cái tiềm năng du lịch của họ để chúng ta quyết định là chúng ta sẽ phát triển du lịch vùng miền như thế nào để đáp ứng được những cái nhu cầu của nhân dân và nhu cầu của khách du lịch ở các nước. Một trong những vấn đề khác được cử tri bày tỏ lo ngại đó là tình trạng đạo đức xuống cấp, tính ích kỷ, thờ ơ trong cuộc sống. Cử tri cho rằng đây là vấn đề đáng báo động, mong Bộ trưởng sớm có giải pháp ngăn chặn tình trạng này. Tôi quan tâm nhất cái vấn đề đạo đức xã hội hiện nay xuống cấp nhiều. Là một. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà lãnh đạm thờ ơ với những cái việc xảy ra xung quanh mình, coi chỉ biết mình thôi. Cho nên cái tính ích kỷ của người, của con người nó lớn quá. Cho nên dẫn đến có những trường hợp ví dụ như là tai nạn giao thông như thế là không có người đến cấp cứu. Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Hy vọng với những mong muốn kỳ vọng của cử tri về lĩnh vực này sẽ được trưởng ngành văn hóa, thể thao và du lịch làm rõ và có những giải pháp thực sự hữu hiệu.